Đây các bạn ạ, cháu Xính thì rất là chăm chỉ, cháu chứ rất là biết học hỏi. Mới học qua một ít thôi mà cháu đã có thể làm những cái tổ ong này rất là thành thạo. Bây giờ là cháu đang ghép dần, coi như tách tổ, từ tổ đó sang tổ kia. Đấy, bây, bây, giờ lại, bây giờ lại chuyển sang một cái tổ ong mới đi bắt được rất ít quân. Thì hôm qua nó mới vào đấy. Hôm qua tối cháu vừa đi cống về. Thế thế là hiện giờ là nếu mà chưa tính cái tổ kia sẽ tách ra nữa thì hiện giờ cháu đã có 10 tổ rồi. Này chẳng mấy chốc là sẽ có nhiều. Cái đấy là cái gì đấy cháu? Cái ong đen này, căn gì? Ong đen là cái chú không hiểu. Thế cái mũ chúa là chỗ nào? Mũ chúa nó không có đâu. À đây không có đâu gì. Bây giờ con ong này á cái nhá nhờ. Lấy đang lấy ấy của nó ra là nó đốt đấy. Bây giờ phải cắt hết những cái đi à? Nó nhiều quá. Nhưng mà cái chỗ này là nhộng chứ đúng không? Đúng rồi. Chỗ nhộng là phải để nó, để cho nó phát triển quân chứ. Những cái mũ lồi lồi lên quá đấy thì là phải bỏ đi à? Ôi con nhộng nó thôi. Con nhộng lấy cho chim ăn được ấy nhờ. Nó ăn hôm nay quen, nó vào nó bắt ong. Ôi mật rơi rồi kìa, đã có mật chảy nhá. Sao nó chảy được mật ra đây? Nó vẫn chảy được mà. Nó chưa đóng kín được nắp hay phải không? Chưa. Ừ. Đấy, tổ này là được bao nhiêu cầu, nhiều phết rồi nhỉ nhá. Cái tổ hôm qua cháu để ở tận dưới chỗ nương sắn à? Để dưới nương sắn là coi như để bao nhiêu ngày rồi thì nó vào? Chắc hôm vừa rồi cháu rồi. Nhưng mà chứ lần nào không ấy, vừa rồi cháu mới cho bí kíp đấy à? Mới cho bí kíp của bác Lũy. Những cái là bác Lũy gửi lên từ dưới lên phải không? Bác ấy rất nhiều kinh nghiệm rồi, bao nhiêu năm nuôi ong rồi. Bác chuyên bác cũng giỏi về nuôi ong lắm nhá. Bác chuyên nó bảo là để đến tầm tháng 6, tháng 7 bác sẽ mua gửi thêm cho mấy tổ. Mùa này bác ấy sợ là nó chết đi. Ừ, nó nóng quá. Nhưng mà nếu mà biết mưa mát này thì ngon lành nhỉ. Đấy thì trang ấy xong bắt đầu chú cháu mình còn đi trang ngô đi. Nó tranh thủ đang nó tạnh mưa, nó lất phất rồi thì là cha là tốt. Bây giờ mình không cần phải cắt hẳn ra đâu. Những cái cây nào mình chưa cắt được cứ kệ nó, mình cứ tra vào gốc nó. Xong lúc nào trâu ăn đến đâu thì cắt đến đấy cho nó tươi. À, từ từ để chú phải đóng cái cửa vào, ông gà nó vào nhà. Phải cái cao cao lên tí cháu ạ. Có tốt nhất là phải đóng thêm mấy cái cọc. Mà kê vào chỗ nào nó không ướt ấy. Nó không bị mưa vào ấy. Úi. Nhiều quân phết đấy thôi. Bây giờ nó ác không? À có khói này nó đỡ, nhưng mà chú đứng đây nó liệu nó có đốt không? Thấy. Tổ này là có chúa rồi phải không? Có mà. Ừ. Không phải nhốt đâu gì. Tổ này à rơi mất sáp xuống rồi. Rơi mất cầu xuống rồi. Các bạn cái cầu của nó làm nó non quá, không bê vác rồi nó rơi bây giờ. Bây giờ có cầu mới rồi thì không sợ rồi. Hình như nó muốn đốt chú hay sao xí ạ? Làm thế nó sẽ đốt thật. Thế phải chạy ra xa nhá. Ôi giời, nguy hiểm quá. Đấy. Đang ôi. Nó mà một con tiêu là nhiều con nó tiêu luôn đấy. Nguy hiểm quá. Mình không có mũ. Phụ thế sợ nó bỏ đi không? Đỡ ác à? Bây giờ đang khô thế là nó ác lắm nhá nhờ. Nó đang ghét đó người.
Nhưng mà chú ngồi im này chắc nó không cắn đâu. Chú cũng ở xa không đồng đèn, không mà. Có chiêu nó đâu. Mỗi mình mày chiêu nó. Phét nó vớ được ai là lúc nó cáu là nó vớ được ai là nó chơi luôn. Nó chơi vào mặt ấy. Đây có phải nghịch nó đâu, có cho thêm cầu cho nó hẳn hoi đấy. Để cách thưa cái sát trong rồi để gần gần cho cái nẹp bé thôi nhá, nẹp mỏng nhá. Để cho nó khỏi làm thêm cái gì ấy. Thế mấy cái cầu bé cái bỏ đi chứ. Hả? Ừ. Bỏ đi luôn. Ừ, bỏ cái có gì có mật chưa? Để tí tao ăn. Có cơm luôn. Ừ, tí tao ăn. Ê! Ủa? Con gì đấy? Châu ấy. Châu ra nương á? À, con châu nhe thôi gì? Chắc tí phải đập cho nó mới phát cho rau vào. Để nó sợ á? Nó đang ăn ít cây ngô cũng được cho nó ăn. Nó mà cái vỏ ấy kia nó không ăn nhỉ? Nó nhấn bẩn hết nó không ăn ấy. Yeah. Đáng lẽ nó thích ăn vỏ măng lắm ấy chứ. Ơ con bò đem về kia gì à? Con bò ăn cả khắp măng về. À đấy à? Con bò con trâu đực đem về rồi. Thế cho nó đỡ vất. Không cái con bò đây sợ. Sợ nó đi lung tung lắm. Ê cẩn thận rơi gương đất ấy. Đấy, thợ sinh ấy. Bây giờ là phải vẫn phải đi mồi thêm mấy tiếp tục đang mùa này mồi được chứ nhỉ? Cháu bảo không có cái máy cưa, đang bị hỏng ấy, có cái máy cưa cháu cắt cái cây giống ở dưới kia thì mồi được nhanh á. Dạ. Yeah. Bây giờ biết làm nào được. Cái máy cưa hỏng đúng lúc rồi chứ. Mẹ đi, đúng. Rồi nghĩ thấy tiếc cái máy cưa lắm. Cưa rõ tốt nhưng mà không đâu. Không biết sử dụng nữa là nó sơ suất là thế. Thôi cái kệ và cho đặt hẳn vào trong tổ đi ấy ve ra sang chứ. Ta tìm chùa. Nó thấy cái cầu kia nó vào ngay đấy nhỉ. Cái tổ này giờ nhiều cầu chưa? Tổ này thoải mái 3 cầu. Tổ này mà. Tổ đấy nhiều rồi. Yeah. 4 cầu à? 6 cầu là quay được đấy nhỉ? Ừ. Khi nào có mà được quay thôi mà, mấy cầu cũng được. À, yeah. Không, nó cũng phải để đông đông cho nó... Ấy, rũ thế. Vét nó xuống. Dạ. Yeah. Ông vét phải vét từ từ chứ. Ôi 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 ôi. Không đặt vào đặt vào trong vét xuống. Ấy. Đấy, nó đốt phát nào chưa? Hai phát rồi. Phải nhổ ngay cái ngòi nó đi thì nó đỡ ấy. Không đau đâu mà. Không, nhổ cái ngòi nó khỏi có mùi ấy. Nhổ nó bỏm vui vào luôn là tức. À đấy à, chứ nếu không là nó... Thường người ta nhổ cái ngòi nó đi. Bây giờ úp nó xuống là nó cũng khác vào hết rồi mà. Úp kẹt nó đấy. Cái thùng này tím quá. Đó, bây giờ mình đuổi cái bên ngoài đi, còn kệ bên trong ấy. Mình phủi cái bên cạnh ngoài đi. Cái thùng như cái của chú Lý thì không kẹp. Thế yeah, cái thùng... Cái đính ấy. Yeah.
Không, bây giờ có bên ngoài có cái gì đâu mà sợ kẹp. À, cái gờ kia nó nằm trong à? Ừ, đáng lẽ phải làm gờ nằm ngoài. Cũng ra ngoài mà, nhưng mà nó đang nằm đây nhiều quá. À đúng rồi, chó đuổi nó ra. Có cái xịt khói này rất là tiện lợi nhỉ. Hôm ta đèo đi họ cứ vô tưởng ta đi nuôi ong. Có biết tí nào về ong nữa. Ấy, mày vừa khùa nó ác lên rồi đấy. Hôm qua nó làm ba cái rồi đấy. Ừ. Tí nữa cầm cái kia về nhá. Này cái từ giờ đến sang năm gây lên được 50 tổ thì thôi là khỏe. Cái nhựa dính vào đây nó phải ở đúng ở đây mà. Yeah. Đấy thì phải làm tổ đúng dính đấy luôn. Bây giờ có cầu kia thì càng yên tâm rồi nhỉ. Đúng rồi. Cái cầu sẵn kia rồi thì. Sao không đậy vào luôn? Nó đang loạn đấy. Nó cứ đi tìm dưới này. Đó, con chúa ở trong rồi thì nó chả đi đâu nữa này. Con nọ về bắt được một tổ nó lại đi mất à? Nó chạy đi rồi nó quay về không? À lại quay về. Nó buồn quá nó. Tổ cái chạy luôn. Về nhà nó buồn quá. Có một tổ bé là nó chạy đi rồi nhưng mà nó lại cho quét dọn cái thùng tốt tốt của nó lại quay về. À chắc đầu tiên thùng bẩn quá. Không, cái cầu của nó lúc mang về nó có con đỉa ấy. À cái con sâu của nó. Ruồi để trứng rồi ấy. Nó loạn sang ở cái tổ bên kia kìa. Cái tổ, à nó sang, nó tưởng tổ nó à. Tổ kia, tổ khác kia đúng không? Thôi kệ nó đi, một tí nó khác về. Nếu mà không đánh nhau là không phải đâu mà. Nó đánh nhau là nó đấy. Họ nuôi các chuồng ngay cạnh nhau có sao đâu. Họ để hàng trăm tổ cạnh nhau ấy. Giờ nó im im rồi lại đi vào gần thế nào xem nó có cắn không. Tao không trêu nó, thằng Xính nó trêu nhá. Cắn là cắn thằng Xính ấy. Đấy mọi người ạ, tổ ong này là cháu Xính hôm qua mới bẫy ở rừng về. Bây giờ cho thêm mấy cầu nữa vào đây thì là nó sẽ phát triển rất nhanh. Ong nhìn ong khỏe nhỉ, nó mập lắm. Làm nào đừng để mưa nó hắt vào trong tổ nó. Rồi cho đặt lên trên cái miệng cái ván to đấy. Ừ. Đi làm nhựa không về nó bảo tổ ong của mày ở rồi. Ừ. Nó thấy nó lấy phấn nhiều lắm thế. Ôi thôi về rồi, không ở đây nữa. Về thì nó chiến mình đấy. Đấy bắt đầu nó vào cái cầu rồi đấy. Bắt đầu vào cái cầu mình cấy vào đấy. Cho nó vào đó, mình ốp phát à. Nó vào dần mà. Bây giờ mình tưởng đậy xong rồi kệ nó này chứ. Vậy ốp tí nó chảy đấy. À thế nó làm nó chảy đấy. Đây cái này nó ngoái đít nó buồn nó vào. À. Nó vào nó ôm con. Cái này nó chưa có tí mật nào. Cho luôn. Nhanh luôn. Chậm quá là khó đợi nha.
Xính sẽ dần dần thành thợ ong. Nói thật sự cứ ong tự nhiên trên rừng này nhá, mà 50 tổ để quanh năm có tiền tiêu. Nói thật hơn cả dòng cái cây linh tinh. Ủa, nó trên kia vét này bò ra ngoài kìa. Nó thấy có cái cầu kiểu gì nó khác vào. Nó có mật rồi mà. Để một lúc nó khác tự động vào hơn. Mình đừng ép nó. Thấy cái này rộng bít nó buồn buồn nó chui vào. Bây giờ mày kêu nó đang khóc. Con chim kia về cái hót xem mình là ong đấy. Thế là bây giờ chính thức là 10 tổ đúng không? Đúng rồi. 10 tổ lúc nào tách tổ to cái ra nữa nhỉ? Đúng rồi. Tách tổ to ra thành 12, 13 tổ. Bây giờ mình còn tìm thêm nữa cơ mà. Ừ thì tất nhiên rồi. Và hôm cho mấy hôm á rảnh rảnh cho xuống cái rách đá cái tìm. Rách đá cái có đấy. Mà bẫy nữa, vừa đi bẫy nữa thêm ấy. Đấy. Mình bây giờ mùa này bẫy được mà. Khói vào trong tổ nó lại chạy mất. Đổ nhưng mà hôm cháu không có cầu cái gì. Dạ, con chi cả. À con chòe lửa đấy á. Ồ, trắng bóp mà. Đuôi dài phải không? Đúng rồi. Nó về đây có nhìn mình làm ong đấy. Về nó vào kia nhá. Một tí nó đi kia, thì nó ở kia hót. Nó muốn bị bắt vào đấy mà. Để kệ cho hót cho vui. Sáng sớm mình giải muộn một tí nó hót ấm ầm. Cho mình nghe đấy. Bắt được là 500.000 đấy. Nhưng mà nó hỏng ba cái ngón chân rồi. Dạ, yeah. Thế rồi để kệ cho nó khá hót cho vui đây nhỉ. Ừ. Có mỗi con đấy à? Không còn con nào nữa à? Còn mà. Ừ. Còn một con non ở trên đùi. Còn ở trên đùi nó khỏe. Đấy, bắt đầu nó đang sang dần rồi đấy. Thấy không? Nó từ cái vách kia nó sang dần rồi đấy. Nó vào cầu trong trước đấy nha nhỉ. Đấy, nó về kia nó hót kìa. Đấy, à, để gà nhà chứ. Con gà rừng sáng nó hót tận đâu? Ngay đây này. Trên gần đằng đỉnh á. Chứ sáng không đi xem bẫy à? Chưa. Nhỡ có con nào dính thì sao? Chẳng biết nữa. Nó lại thối lại mất. Không thối rồi. Thế chưa mình nhìn đi xem. Con mắt to đùng đấy. Rồi con to chuột 3 mắt. Cân nữa rồi. Cái mắt to đùng bằng cái chén này luôn. Đấy, thế là bây giờ Xính đã trở thành một thợ nuôi ong tương đối là kinh nghiệm rồi. Cái cây kia chắc không đấy? Chắc luôn. Đừng để nó rung rung rồi nó buồn nó chạy đấy. Cái tổ này ở mấy cầu rồi? Này 4 cầu. 4 cầu. Bây giờ cho thêm à? Nó xây xong rồi. Xây kín hết rồi. Ôi, nó bộ tay. Nó xây xong rồi, nó là xây lưới mèo này. Thử rồi. Cái có mật không? Có đấy. Cái ăn được đấy nhỉ? Đúng rồi. Thế sao mình không cho 2 cầu luôn? Không. Là thế nó xây kín. À, này luôn nó xây không kín ấy, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Nó xây phải đầy hết rồi mới lại cho tiếp. Thế cái tổ này sắp quay rồi đấy nhờ. Mà chín nhiều rồi này. Ừ. Chưa vít hết đâu mà đây này. Ừ, kệ nó. Nó ở vít hết, mình mẩn nó mới chín. Ừ, thế cái tổ cầu mới cho vào giữ à? Đúng rồi.
thường cho nối tiếp ra ngoài này chứ, phải chưa? À, bây giờ xính kinh nghiệm ong ác phết rồi. Cái tổ kia là ổn định rồi đúng không? Cái tổ hôm qua qua cho cầu mới ấy. À, cho cái cầu ở bên tổ kia sang ấy. Được cái phải để trống chứ. Trống nó khỏi làm nó bám lại làm bọc lên trên cái thanh trên này. Cái này mình che cho nó rồi. Phải thật kẹp vào nó. Lúc nào rỗi chú cháu mày xuống vách đá tìm nhá. Dưới thì không biết là có đấy. Chắc là có đấy nhỉ. Dưới chỗ gần đến sông này á. Vách đá nó cao không? 2-3-400 mét. Đâu lấy miếng này vào đây nè. Sắt lưỡi mèo đâu. Lưỡi mèo. Chúng mang đi đun sắt. Đâu đưa xem nào. Sắt nguyên chất. À có mật đâu, có mật đâu. Cái này mà. Có đâu mà. Xem trộm quá nhá. Quên nó thì không quên lắm đâu. Bây giờ đang nhốt chùa à? Hả? Cho mấy cái tổ, cái con to to cho đàn con chúa tự nhiên luôn. Có phải con chúa thật không mà cứ bắt? Thật đấy. Cái gì bỏ bớt nó đi chứ. Còn cái ở kia bỏ một hút đi. Thế bây giờ định cho một tổ này mấy chùa? Không. Thế đem bảo đừng đốt ra nhé. Ấy rồi mũ chúa đầy ấy kìa, kìa cắt đi. Nở ra một thằng rồi. Cắt bỏ đi. Ôi. Ôi nó đốt thật đấy. Cấu hết đi. Nhiều mũ chúa đấy nhỉ. Nở ra một thằng đấy rồi. Thế tí nữa phải nhốt nó vào à? Phải tìm thằng này đó. Không là nó chia đàn ngay đấy nhỉ. Đấy còn hai mũ nữa rồi. Xinh, còn hai mũ đấy để à? Hai cái mũ này cháu cố tình để nó. Để nó nở ra lúc nó lại đi, nó có chúa rồi. Mày đã tách đàn đâu mà cần chúa à? Tách có trẻ cả. Đúng không? Mấy lúc to là có sử dụng đó. Sử dụng mày ra đấy nó đi chơi với nó đi. Sợ cái gì? Chú đi trước đi. Đấy rồi, tao ra đấy rồi. Cái phó không cho tao ra. Đấy là đang nhốt chú ở đấy đây à? Không nó tách chạy đàn đi đấy nhỉ. Không có nó tách đàn đấy nhá nhỉ. Đàn này vẻ không đông lắm hay sao nhỉ? Đông đàn này ít mà nó chó nhập. Thêm một tổ đấy. Nó có 5 ngoài à? Bị đốt tiếp rồi à? Thợ ong xính. Phải nó đốt là nó cắn thôi. À nó cắn thôi gì? Cắn thôi. Cái cầu là cầu mới chứ nhỉ? Xây đúng bên ấy, này. Chắc nó chưa đủ quân để xây hai bên. Nhìn thấy con chúa đấy chưa? Phải không là giống rồi. Bỏ ra chơi với nó đi.
tiếng nó thì ra chơi đấy, không biết tiếng nó này. Nói tiếng Mông với nó. Con chúa cứ nhét vào đấy à? Thần nói không đúng, nó nghe nó không hiểu, nó đấn cho quát nữa. Cái nó tiến máy bay đấy. Có một con thả vào đây rồi lúc nãy. Ghê lắm, mình không đến gần nó đâu. Có mỗi cái cầu kia là cầu của nó là có mũ thôi chứ nhờ. Còn mấy cầu này là cầu mình đặt vào ấy đúng không? Đúng rồi. Cầu của nó này. Chúa tưởng nó phải có một chỗ nó ngồi trên ngai vàng chứ. Nó nở một con nữa ra rồi á? Nó đấy bắt trong tổ này á? Ừ. Nó nở ra hai xong á. Nó muốn cắn rồi. Nó về để đấy à? Nó ác thế kìa. Bây giờ mình cứ phải nhốt con kia lại à? Cái mũ để làm gì? À. Lấy cái mũ đấy để nhốt ở khác nở ra. Nở ra nó ăn bằng cái gì? Nó nở ra cái lỗ cái thăm bốn cơn cho nó. Đang ở trong nhà tù. Chúa à, nói gì nhờ? Ra đời đó, rồi trong nhà tù. Đấy, nhà tắm này mưa như thế mà chả dột tí nào. Ngon lành nhỉ. Ôi, mưa bao nhiêu ngày mà nước vẫn không to lên được thế nào, hay là nó vỡ bờ đập rồi? Không. Mày đã kiểm tra chưa? Hôm qua cháu còn đi sửa cả ngày mà. Thế á? Cháu định bánh là dừng về chứ. Nó có kín hết không? Hay hở? Tao nghĩ là chỉ cứ lấy đá, lấy xi măng không mình gắn cũng được, không cần cát cũng được. Con chuối kia là vẫn nhốt trong đấy à? Bây giờ vẫn phải tìm cái gì? Đấy, sau một hồi loay hoay mãi thì cháu xính không tìm thấy em chúa mà mới nở ra. Thế mà bây giờ cứ phải nhốt tạm một em chúa kia lại đã, còn nhớ đề phòng nó chia đàn. Kết quả là xính bị tiêu mất gần chục nhát. Cái này không có gì luôn. Kệ nó để đấy chứ. Đèn hút đi. Không nên á. Cái để nấu sáp à? Thường cái là cái của nó khác đóng ấy chứ. Nó đóng điểu quá. Dạ. Yeah.
Rồi từ đó nó lắp xong vào thì nó đốt thêm trùng nhan nữa là vừa.